Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn về cách sử dụng dòng ghế nội địa Nhật Furikyo. Đây là mã SKS 5500, một trong những mã cũng không phải là nhiều anh em thợ gặp, cũng như là đến bản thân mình cũng không phải là nhiều khi gặp đến cái mã này, nhất là những cái mã mà nó còn đẹp như này. Đây thì mình sẽ làm video chi tiết giới thiệu với cả các bạn. Đây mình sẽ mời anh thợ nhà mình vào ngồi làm mẫu để cho các bạn về cách ngồi cũng như cách sử dụng. Các chân các bạn lưu ý nhé, chân mình sẽ để sâu vào bên trong như này, để hai cái tấm này luôn luôn là như thế. Đây là dòng ghế nội địa Nhật chạy điện 100V, nên là mình phải sử dụng qua bộ đổi chuyển đổi nguồn. Trước khi vào thì các bạn kết nối với bộ chuyển đổi nguồn, tránh trường hợp cắm nhầm. Nếu cắm nhầm thì các bạn không nên cắm lại lần nữa nhé. Thì tiếp theo thì đây thì như các ghế trước, tay các bạn để như này. Cái gối này sinh ra với mục đích là các bạn bỏ ra hoặc là ngồi vào, để vấn đề rằng là nó sẽ giảm cái vấn đề tác dụng lên cổ va. Còn đây là tấm sửa nhé, thì cái tấm sửa này, một các bạn có thể để nâng để làm ấm, hai là các bạn có thể đắp lên trên vai này. Đấy, thì nó sẽ ấm cho các bạn. Đấy, đây mình có thể bỏ này ra cho các bạn dễ quan sát hơn. Đây, cũng có thể để như này thì nó sẽ ấm hơn. Đây là một tấm sửa nhiệt. Đấy, còn không thì các bạn có thể để sau lưng. Đây, mình sẽ để lại sau lưng cho các bạn dễ quan sát. Đấy. À, thế thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó là việc bật nguồn lên. Đây, mình đang cầm một tay để nó hơi khó sử dụng một chút. Đây nhé, các bạn bật lên. Thì cái dòng này thì nó dễ sử dụng hơn những dòng trước, như dòng AS trước là nó có một số phím ở đây là tương thích, tương ứng với cả các không cần, đây anh cứ để vào đây em sẽ thấy cho. Đây thì mình có thể, đây mình có biểu thị luôn. Đây là chế độ này, là chế độ tự động toàn thân. Đấy, đây là chế độ thiên về phần cổ, đây là thiên về phần lưng, đây là kéo giãn, còn đây là phần vai, và đây là bộ nhớ. Đấy, bộ nhớ của những cái bài đánh mà mình đã làm. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào bài tự động này. Đấy, toàn thân, rồi là túi khí căng ra. Đây mình sẽ để một bài toàn thân này chẳng hạn, sau đó mình ấn vào chọn. Vẫn là ưu điểm của Furikyo đó là dò tìm, chức năng dò tìm, xác định vị trí lưng hông cổ vai gáy, để các bài đánh ở các vùng nó sẽ được đưa ra được chi tiết hơn. Đây các bạn có thể thấy. Đấy, thì ở đây các bạn phải đợi sau khi chiếc ghế xác định rõ vị trí. Đấy, các bạn có thể thấy con nan này, nó đi đúng ở phần cổ này. Đấy, và đây nó xác định rõ độ rộng của bả vai cũng như độ rộng của xương sống của các bạn. Các bạn ấn vào chọn. Đấy, thì ghế bắt đầu làm việc. Thì ở đây các bạn sẽ tăng giảm lên, các bạn sẽ để kê về vị trí mà các bạn muốn. Thì ở trong cái bài đánh tự động này thì các bạn sẽ tăng giảm cái độ mạnh nhẹ ở đây. Đây nhé, các bạn tăng giảm độ mạnh nhẹ ở đây. Đấy, mạnh nhẹ con ăn đây. Đấy, vì các bạn nhé, mình muốn để cái chế độ mạnh nhẹ nào thì là do mình thôi. Đấy, sau đó các bạn ấn vào OK, ghế sẽ bắt đầu làm việc. Nếu các bạn muốn thêm cái phần sưởi thì các bạn ấn vào sưởi đây. Đây, biểu thị phần sưởi đây. Thì cái tấm kia nó sẽ ấm lên, các bạn ngồi sẽ đỡ lạnh hơn. Còn đây là nghiêng ngả ghế. Đây, các bạn nghiêng lên này, chân các bạn cũng có thể nâng cao lên hoặc hạ thấp xuống, cho dài ra. Đấy, hoặc cho ngắn lại, là tùy mình nhé. Đấy, thế thì bây giờ là các bài tự động thì các bạn chỉ cần ấn vào đây, sau đó các bạn ấn vào đây, sau đó ấn chọn. Đấy, trong mỗi mục các bạn chỉ cần thế thôi, là các bài tự động rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn là các bạn đánh các bài vùng. Thì đây là lựa chọn bài vùng, ở đây lựa chọn bài vùng. Thì bên đây là vùng đánh, các bạn cứ tưởng tượng trên này là đầu đi. Đầu, sau đó cổ đến vai, lưng, eo, hông. Đấy, các bạn có thể chọn vào. Đây sẽ mình là cho các bạn này về phần vấn đề là bài của cổ. Ở phần cổ này thì các bạn sẽ chọn các kiểu đánh khác nhau. Đây, phần cổ đây rồi, thì các bạn sang đây các bạn chọn các kiểu đánh khác nhau. Ví dụ bóp, đấm, rồi xoa. Đấy, thì các bạn thích kiểu nào các bạn ấn chọn đấy. Về tăng giảm độ mạnh nhẹ thì vẫn là như thế. Đây, nó sẽ chia nhỏ nhiều các nước ra hơn để các bạn sẽ cảm nhận được con ăn chi tiết hơn. Đấy,
Còn đây trong cái phần đánh ở đây, đánh ở cổ này, thì các bạn sẽ bật thêm cái vấn đề, ví dụ như các bạn muốn đánh thêm ở chân này, đấy các bạn để đây, đấy lòng bàn chân, rồi các bạn có thể đánh thêm ở tay đấy, các bạn thấy à, đấy cái điểm đen nó đang nháy nháy là cái điểm nó đang làm bài này của nó là 13 phút các bạn nhé. Đấy, à, về cơ bản thì như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ chia ra hai dòng, một là các bài tự động ở đây, hai là cái bài vùng ở đây và độ mạnh nhẹ ở đây các bạn nhé. Nếu các bạn cần thêm chi tiết thì các bạn hãy liên hệ với mình cho số điện thoại 0974945555. Mình là Ngọc Japan. À, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cũng như cách sử dụng rồi các tính năng. Các bạn lưu ý nhé, mình càng sử dụng tốt cái ghế massage nội địa Nhật này thì cái công năng sử dụng và cái giá trị các bạn bỏ ra nó sẽ tốt hơn. À, với kinh nghiệm làm lâu năm cũng như đã trải qua rất nhiều các dòng ghế, các bạn cần bất kỳ về cái lỗi sản phẩm hay về về cái cách sử dụng như nào, các bạn hãy liên hệ với mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất, hoàn toàn miễn phí nhé, không quan trọng đâu, mình chỉ làm video tất cả mọi thứ mong muốn để các bạn có thể sử dụng tốt hơn cái sản phẩm thôi. Thân ái chào tạm biệt các bạn, các bạn nhấn ấn đăng ký và theo dõi để xem các video mà mình đăng các sản phẩm lên để các bạn có thể tham khảo thêm nhiều về dòng ghế. Ghế nhà mình còn rất nhiều. Các bạn cần hãy liên hệ với mình hoặc kết bạn Zalo cho mình theo số điện thoại 0974945555. Mình là Ngọc Japan. Chào các bạn.